người trong cuộc hé lộ về những bữa tiệc thác loạn của ông trùm Gigi. Bữa tiệc trắng là hoạt động thường niên của ông trùm Sincom, quy tụ các ngôi sao của làng giải trí thế giới, phía sau những buổi tiệc lớn, được phủ màu trắng tinh khiết, là một thế giới khác. Ngôi sao ca nhạc kiêm nhà sản xuất có ảnh hưởng Sincom, nghệ danh Gigi bị bắt vào ngày 16 tháng 9 với hàng loạt cáo buộc, bao gồm cưỡng ép ngược đãi, sử dụng biện pháp tống tiền và bạo lực để kiểm soát nạn nhân. Luật sư Demi Williams của văn phòng luật sư Mỹ nói rằng Gigi đã thực hiện nhiều hoạt động tội phạm trong thời gian dài, ngôi sao nổi tiếng phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc. Vụ việc của ngôi sao 54 tuổi được đánh giá nghiêm trọng hơn scandal của ông trùm Hollywood Harvey Weinstein hay bê bối ấu dâm chấn động thế giới liên quan đến tỷ phú Jeffrey Epstein. Ông trùm tai tiếng có thể phải đối mặt với án tù trung thân nếu bị định tội. Suốt 15 năm qua, Gigi tổ chức những bữa tiệc trắng, quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới như Leonardo DiCaprio, Maria Carey, Jennifer Lopez, Jay-Z và Beyoncé. Những bữa tiệc được phủ một gam màu trắng tinh khiết với giàn khách mời chỉ diện đồ trắng. Trong bản cáo trạng dài 14 trang được trình lên tòa án có chi tiết tố cáo ngôi sao nổi tiếng bố trí nam giới hành nghề mại dâm, cưỡng ép phụ nữ tham gia để mua vui cho mình và khách mời. Những việc này được cho là diễn ra tại các bữa tiệc cá nhân của Gigi. Theo cựu vệ sĩ của Gigi, Zen Diu, ông chùm nhạc rap đã lưu giữ video nóng của nhiều nhân vật quyền lực. Hàng loạt video này được ghi lại sau khi những nhân vật quyền lực tham dự các buổi tiệc thác loạn do Gigi tổ chức. Được biết, Zen Diu làm vệ sĩ cho Gigi trong thập niên 1990. Theo nguồn tin của tờ New York Post, cơ quan điều tra đã tìm thấy ở nhà riêng của Gigi tại Miami, Los Angeles, Mỹ 1.000 chai dầu trẻ em, được cho là sử dụng cho các bữa tiệc tại gia của ngôi sao nổi tiếng. Các nhân viên làm việc cho rapper 54 tuổi gồm các giám sát viên cấp cao, vệ sĩ, người giúp việc và trợ lý cá nhân đều được giao việc hỗ trợ tổ chức các bữa tiệc. Nhân viên của nam rapper được giao nhiệm vụ đặt phòng khách sạn, bố trí đi lại cho các nạn nhân, mại dâm nam và nữ. Khi được hỏi liệu có người nổi tiếng nào xuất hiện trong các đoạn video nóng không, cựu vệ sĩ của Gigi trả lời. GG đã tổ chức tiệc cho người nổi tiếng, vậy bạn nghĩ sao? Ông Gen Liu cho biết, các nạn nhân thường bị đánh thuốc và xâm hại rồi bị ghi hình. Ngôi sao màn ảnh Aston Kutcher được biết đến là bạn bè thân thiết với Zizi. Anh cũng là nhân vật khá thường xuyên tại các bữa tiệc của ngôi sao nổi tiếng. Năm 2019, tham gia chương trình nổi tiếng Hot Ones, Aston Kutcher từng trả lời khi được hỏi về các bữa tiệc của Zizi, Có nhiều điều tôi chẳng thể nói ra, bao gồm cả chuyện này. Thật ra tôi chỉ lướt qua những buổi gặp gỡ đó thôi. Câu chuyện về bữa tiệc của Zizi thật là ký ức kỳ lạ. Aston cũng nhận xét mối quan hệ giữa anh và ông chủ nhạc rap khá kỳ lạ. Họ bắt đầu làm quen nhờ sở thích chung với chương trình Pankri, sau đó cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè, xem bóng đá và chơi chung với nhau trong nhiều sự kiện. Ice một nhân vật quyền lực trong làng nhạc rap, cũng nói về những bữa tiệc của Gigi khi tham gia một chương trình vào ngày 22 tháng 9 vừa qua. Tôi và VK, sẽ chưa từng tham gia bất cứ bữa tiệc nào của Gigi. Mọi người không phải lo lắng về chúng tôi đâu, vì chúng tôi không có liên hệ gì với những đoạn băng đó. Dây dây, tình cũ Kim Kardashian tuyên bố chưa lần nào chứng kiến tội ác tình dục hoặc buôn người diễn ra ở nhà Gigi. Tôi chưa bao giờ vào những căn phòng mà mọi người nói và chưa bao giờ biết chúng tồn tại, rapper khẳng định trên Nenation hôm 20 tháng 9. Trong khi đó, theo Pet Sex, Loe Kardashian, em gái của Kim Kardashian từng bóng gió về việc chứng kiến cảnh khỏa thân tại một bữa tiệc của Gigi. Cô từng chia sẻ trong một tập Keeping Up With The Kardashian, tôi đã dành cuối tuần với nhóm bạn, gồm Gigi, Quincy Kong, Justin Bieber và Ben Montana. Tôi nghĩ một nửa người tham dự tiệc này đều để ngược chân. Usher, một người anh em thân thiết của Gigi, hiện phải khóa trang cá nhân trước làn sóng tẩy chay ông trùm nhạc rap trên khắp thế giới. Gigi là đàn anh thân thiết và có công dẫn dắt Usher đi đến thành công. Sau khi bê bối của ông trùm hip hop được công bố, Usher không lên tiếng bình luận. Trong chương trình Radio The House Western Show vào năm 2016, Usher từng hé lộ về việc sống chung với Gigi trong một năm khi còn là thanh niên. Tôi đến để xem lối sống đó ra làm sao, và tôi thấy rõ, nhưng tôi không biết liệu mình có thể đắm chìm và thấu hiểu được những thứ tôi đang nhìn thấy trước mắt hay không khá là hoang dại và điên rồi. Khi được hỏi liệu có để các con tham gia các bữa tiệc của Gigi hay không, Usher mạnh mẽ tuyên bố, không bao giờ. Damon Dash, một doanh nhân và giám đốc điều hành thu âm người Mỹ và là một nhân vật có vị thế trong làng âm nhạc nước Mỹ, cũng từng được mời tới tiệc của Gigi. Damon Dash là nhà sáng lập tập đoàn dốc Afela Records cùng với Gigi. Khi bức ảnh của Damon và nữ ca sĩ quá cố à A. tại bữa tiệc trắng của Gigi được đăng tải, nhà sản xuất nổi tiếng đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận mối liên hệ. Ông nói, tôi không đến những bữa tiệc đó. Thật ra tôi từng đi cùng Aaliyah đến dự một lần ở Hampton vào khoảng 20 năm trước. Tôi gặp cô ấy, chúng tôi đến đó rồi rời đi và chỉ có thế thôi. Chẳng có chuyện khác thường nào xảy ra ở Hampton cả. Nhưng biết sao không, rất nhiều người tham gia những bữa tiệc đó đấy. Diễn viên hài nổi tiếng nước Mỹ Cat Williams tuyên bố từng bốn lần từ chối lời mời dự tiệc của Gigi. Anh kể, tôi từng bốn lần từ chối lời đề nghị trị giá 50 triệu đô là tất cả chỉ để bảo vệ lòng chính trực và danh tiết mà tôi từng kể với các bạn. Nếu Gigi muốn mở tiệc, việc bạn phải làm là từ chối anh ta, giống như tôi những gì tôi nói với các bạn đều có bằng chứng. Đó là lý do tại sao tôi có thể phát biểu thoải mái thế này. Rapper nổi tiếng 50 Cent cũng từng nói về các bữa tiệc tại gia của Gigi hồi tháng 7, hai tháng trước khi ông chùm nhạc rap bị bắt. Tôi từng công khai cảnh báo mọi người đừng có đến những bữa tiệc của Gigi và làm những việc như vậy. Tôi từng cố tránh xa thứ kinh tởm đó suốt nhiều năm trời. Chỉ cần có chút liên quan thôi cũng đủ để cảm thấy khó chịu. Gigi từng ngỏ lời đưa tôi đi mua sắm. Tôi tự nhủ, lời mời gì mà kỳ vậy. Đây là kiểu mời gọi thương thấy từ một người đàn ông dành cho phụ nữ. Tôi đã nói với anh không nhé, tôi không thích dính vào nguồn năng lượng kỳ quái và những chuyện kỳ dị đó, rồi tôi tự tách mình ra khỏi Gigi. Từ đó, tôi cũng dần cảm thấy không được thoải mái khi tiếp xúc với hắn. Mới đây, rapper 50 Cent cũng thông báo bắt tay với hãng Netflix sản xuất một bộ phim tài liệu liên quan tới Gigi, hé lộ những bữa tiệc kinh hoàng của rapper đỉnh đám. Đây là câu chuyện rắc rối kéo dài nhiều thập kỷ, không đơn thuần là những tiêu đề hay đoạn clip mà mọi người từng xem cho đến nay chúng tôi vẫn kiên định với cam kết của mình là đưa ra những góc nhìn chân thực và trao tiếng nói cho những người không có tiếng nói. Dù các cáo buộc về Gigi rất đáng lo ngại, mọi người hãy nhớ rằng câu chuyện của anh ta không đại diện cho văn hóa hip hop. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các hành động của cá nhân không làm lu mờ những đóng góp to lớn của nền văn hóa này. 50 cent chia sẻ, trong phiên xử tại tòa án liên bang ở Lower Manhattan, Mỹ hồi đầu tháng 9, các công tố viên phát họa Gigi là kẻ săn mồi tình dục xảo quyệt, tìm cách biến đế chế kinh doanh đang ngành thành một doanh nghiệp tội phạm. Cáo trạng 14 trang được công bố tại tòa ghi di di lạm dụng, đe dọa và ép buộc phụ nữ cùng những người khác để thỏa mãn ham muốn tình dục, bảo vệ danh tiếng và che giấu hành vi trong nhiều thập kỷ. Tập tài liệu nêu một số vật dụng được tìm thấy trong biệt thự của di di hồi tháng 3, của ma túy, súng, hơn 1.000 chai dầu trẻ em dùng tích lớn. Trong khi đó, kênh CNN công bố đoạn phim được thu từ camera giám sát anh Ninh ghi vào tháng 3 năm 2016 cho thấy cảnh con đuổi theo bạn gái cũ Cát Si và tấn công cô ở khách sạn. Những ngày qua, những thông tin liên quan tới Gigi phủ kín mạng xã hội. Trên mạng xã hội X, hàng nghìn bài viết gắn hashtag #gigi với nội dung tẩy chai nam rapper cũng như đòi công bằng cho những nạn nhân được đăng tải liên tục. Tại học Hao Uột, nơi trao bằng danh dự cho Gigi, cũng có động thái thu hồi bằng, trả lại khoản tiền thưởng 1 triệu đô la của Gigi dành cho trường và thông báo hủy bỏ hợp đồng hợp tác giữa hai phía. Ngôi sao 54 tuổi hiện bị giam ở trung tâm giam giữ Metropolitan của thành phố New York, Mỹ. Đây cũng là nơi từng giam giữ giờ. Kelly, Villanelle Maxwell, Sam Bankman-Fried và rapper Fetty Wap ông chủ nhạc rap bị từ chối tại ngoại dù sẵn sàng chi ra 50 triệu đô la. Thẩm phán Andrew L. Carter cho rằng, việc để Gigi tại ngoại vào lúc này có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng và ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của vụ án. Ngoài ra, thẩm phán cũng nhận định rằng việc để Gigi ngồi tù có thể giúp ngăn nghi phạm đe dọa hoặc làm hại các nhân chứng của vụ án. Nếu bị kết tội, Gigi có thể đối mặt mức án tối thiểu 15 năm tù, nặng là trung thân. Damian Williams, luật sư của văn phòng luật sư Mỹ, nhấn mạnh trên truyền thông, chúng tôi không loại bỏ thứ gì cả, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra cuộc điều tra của chúng tôi đang diễn ra rất tích cực